Hello các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Aceton. Hôm nay em sẽ có một cái ví dụ để so sánh giữa một bộ sản phẩm như thế này. Em đang cầm ở trên tay thì nó sẽ gồm một cây tô vít 4 cạnh này, một cây tô vít 2 cạnh, đều là dòng cách điện 1000V và một con bút thử điện. Và một cái bộ sản phẩm như thế này. Đây, thì anh em sẽ thấy là hai cái bộ này thì nó có đặc điểm gì giống và khác nhau. Đấy, thì em cũng sẽ chia sẻ cho các bác là anh em có nên lựa chọn cái sản phẩm như thế nào đối với mục đích hay là công năng hay công việc của các bác. Mọi người, thì về đầu tiên, nếu mà các bác muốn sử dụng dạng đơn lẻ ở đây là mỗi một cái nó có một mục đích công việc riêng, thì các bác có thể trải nghiệm những cây tô vít này. Đây chính là con tô vít 4 cạnh là cách điện 1000V của nhà Vestel nhá. Đây là 4 cạnh này, cách điện 1000V này, chiều dài tổng thể là 20 này, hoặc là cây 2 cạnh là cũng là chiều dài tổng thể là 20, cũng cách điện 1000V, và một con bút thử điện là từ cổ Guiha 220 đến 250V. Thì đây là mẫu 3 sản phẩm, thì mỗi một cái sản phẩm ở đây thì nó có một cái tính năng riêng biệt. 4 cạnh là 4 cạnh, 2 cạnh là 2 cạnh và bút thử điện là bút thử điện, không chung đụng gì với nhau cả. Còn cái bộ sản phẩm em sắp giới thiệu cho mọi người trên này thì nó sẽ kết hợp được các cái này cùng vào với nhau luôn. Tức là các bác sẽ có vừa là tô vít vừa là bút thử điện luôn. Vừa là tô vít 4 cạnh, vừa là tô vít 2 cạnh và vừa là bút thử điện luôn để anh em có thể sử dụng. Và đây chính là nó, một bộ bút thử điện của nhà Vestel, vừa là tô vít vừa là bút thử điện. Mã hàng của nó sẽ là TD-1300B. Và hàng khi các bác nhận thì nó sẽ gồm cả cái vỏ bao đựng ở bên ngoài này. Em tháo ra để các bác có thể là dễ nhìn cái hình dáng ở bên trong hơn các nhá. Còn hàng về các bác sẽ nhận như này. Với bề ngoài của nó thì nó sẽ được gọi là có một cái lớp vỏ nhựa này, và mặt sau này của nó sẽ có các cái chi tiết khác nhau, và tổng thể của nó là có xuất xứ là Made in Thái Lan. Thương hiệu thì này thì đến từ Nhật rồi, và mã này thì họ sản xuất tại Thái Lan các nhá. Về cơ bản thì em sẽ giới thiệu cho mọi người là chi tiết về cái bộ bên trong thì nó chiều dài, kích thước hay là các cái kích cỡ mũi vít nó là như thế nào. Thì anh em cùng theo dõi các nhá. Đối với một bộ này chẳng hạn thì khi mà các bác về thì các bác bỏ cái vỏ kia ra, thì cái vỏ kia nó không cần thiết lắm đúng không? Thì đây là cái vỏ các bác nên giữ lại này. Thứ nhất là các bác có thể là đưa vào túi đồ nghề thì nó gọn gàng hơn, nó dễ dàng hơn. Và cái thứ hai nữa là nó gọi là chia riêng biệt ra cái này luôn. Về khi mọi người dùng ấy thì cái này nó sẽ là chính là cái cần phần cán mà các bác phải lắp lại. Và trên cán này nó có ghi là dòng điện là thử điện là 100 đến 250V và dòng điện xoay chiều. Thì khi mà thử điện như nào thì lát nữa thì em cũng sẽ demo cụ thể. Và trên này thì nó sẽ gồm các cái hệ thống mũi vít khác nhau. Thì đối với những cái mũi vít phổ thông ở trên này thì các bác sẽ có là hai cạnh này. Đấy, mũi vít hai cạnh này, rồi là mũi vít dạng 4 cạnh. Đây, 4 cạnh thì nó sẽ có hai size đây, nhỏ lớn thì đều có trên này. Và thêm nữa thì đây thì nó sẽ có là hai cái đầu chụp. Và với cái đầu chụp này thì các bác đều thấy là cũng dành cho ngành điện ấy, dành cho ngành điện hết các nhá. Thì đây còn cái vỏ của nó đây, vỏ ngoài của nó thì nó sẽ được làm cái vỏ nhựa như này. Ok mọi người. Và để mà kết nối giữa cái phần cán và cái đầu mũi vít thì các bác nên lưu ý giúp em là nó sẽ có phần rãnh ở đây này. Đây, phần rãnh nó bè ra như này, để giúp cho mọi người đưa vào đúng cái vị trí. Thì các bác khi mà các bác xoay không đúng vị trí nó không thể nào vào được đúng không? Nó không thể nào đẩy vào được. Nhưng mà các bác xoay đúng vị trí, các bác đẩy vào nó sẽ rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Ok mọi người. Và sau khi mọi người đẩy vào được như thế này rồi thì các bác chỉ cần xoay cái núm này lại. Và tại sao cái phần núm này nó làm bằng nhựa, không phải là núm bằng kim loại, thì anh em cùng theo dõi lát nữa nhá. Em sẽ hỗ trợ các bác. Đối với khi mà các bác kết nối được như này thì chiều dài tổng thể của con tô vít của các bác đâu đó rơi vào tầm là 19,5 cm theo đúng thông số của nhà sản xuất ở trên này. 195 mm, ok mọi người, 19,5 cm. Thì cái chiều dài phần đầu ra nó nhô ra đây, chính là cái chiều dài phần thép này, nó là 70 mm coi nhá. Và đường kính thân ở đây thì nó sẽ là 5 ly coi nhá. Và cái bề rộng đường kính thân này, nó sẽ là 5 ly. Và cái bề phần chuôi này thì cái phần đường chính chuôi của nó sẽ là 26,5 mm. Ok mọi người. Thì đấy là các bác có thể thấy là nó có hiển thị đầy đủ các cái chỉ số. Và ngoài ra nữa thì các cái size, các cái kích cỡ vít ở trên này thì các bác có thể nhìn thấy là từ 4 cạnh là PS1, PS2, 2 cạnh là 4 ly và một đầu chụp 5 và một đầu chụp 5.5. Thì trên này thì nó sẽ có những cái cơ bản nhất ở trên này thì nó sẽ là thử điện từ 100 đến 250V. Thì con này thử điện bằng cách như thế nào? Thì các bác có thể nhìn thấy một cái điểm rất là rõ trên này thì cái phần chuôi cuối của cái chuẩn chuôi tô vít này thì nó sẽ là màu sáng, và cái dưới cái phần này nó sẽ là có một cái phần bi mà bằng kim loại. Và cái phần bi kim loại này khi mà các bác chạm vào đây chẳng hạn này, các bác vặn tô vít này chẳng hạn, các bác chạm vào đây chẳng hạn này, các bác sẽ thấy là cái nó sẽ có cái đèn, nếu mà nó báo mà hiển thị là đang có điện thì thành ra là anh em có thể thấy là nó vừa kết hợp chức năng là tô vít khi mà các bác vặn,
Trong trường hợp tiếp theo còn lại là chẳng may mà khi mà các bác vặn này mà đèn nó báo sáng lên, các bác sẽ thấy là đây là sản phẩm hay là mọi người đang vặn hay đang chạm vào cái cái vật thể đang có điện có nhá. Thì để đơn giản nhất thì em sẽ thử như này cho mọi người. Thì đây là một cái dòng điện 220 nhá, điện dân dụng nha các bác đây. Thì các bác có thể nhìn thấy là khi mà các bác thử đây thì anh em có thể là tham khảo là thuần thử cách thử hay các thứ thì nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi. Đây. Đây, các bác nhìn thấy là khi mà có điện này, các bác nhìn thấy không? Đèn nó báo sáng lên như này luôn, nó nhấp nháy như này luôn. Và đây nó sẽ phân biệt cực luôn pha lửa hay pha trung tính thì một cách là rất là dễ dàng. Thì đây nó chính là một cái sản phẩm mà kết hợp rất là nhiều các cái tô vít. Các bác có thể biến đổi của nó từ cây tô vít hai cạnh 4mm như này sang một cây tô vít khác theo ý muốn của các bác luôn. Đây, ví dụ như các bác cần một con tô vít 4 cạnh mà PS1 để vặn ốc sai nhỏ, các bác có thể chỉ cần làm thao tác tương tự thế. Các bác xoay và các bác giữ vào giúp em là ok. Và bản thân là phần này nó làm bằng nhựa để khi mà các bác dùng, các bác chẳng may mà các cầm động chạm ấy thì nó giảm thiểu tối đa cái khả năng mà các bác bị giật liên quan đến điện nhá, nếu mà chẳng may mà nó có điện. Chứ nếu mà bình thường như các hãng khác thì nó sẽ làm bằng kim loại thì nó sẽ mất an toàn hơn, nhưng mà Vestel thì họ làm bằng bằng phần nhựa, có chưa? Và đối với sản phẩm này thì các bác có thể thấy là kết cấu của nó cũng rất là bền vững và vững chãi để các bác có thể là dùng với tần suất lâu dài. Và với một cái bộ như này thì Vestel là một thương hiệu 108 năm ăn mới làm tô vít rồi, thì các bác yên tâm về cái đầu mũi vít của họ thì họ làm rất là xịn. Đấy, thì các bác có thấy là đối với một bộ này nó có thể kết hợp rất là đa năng. Anh em có thể là tùy biến mũi vít theo mọi người mong muốn. Và ví dụ như là ba món như này thì vẫn chưa thể hết công năng, nhưng mà con này thì nó tổng thể kết hợp là 5-6 món đổ lại. Và các bác nhìn thấy là từ làm tô vít, từ làm bút thử điện, rồi là từ làm đầu chụp đều có luôn. Đấy, đây là gắn tô vít nhá. Và các bác nhìn thấy là khi mọi người tháo ra, mọi người lắp vào thì nó cũng rất là đơn giản và thi công nhanh chóng thôi. Còn đây là hai cái đầu chụp 5.5 và 5.0 của hãng, thì hãng đều có trên này rồi. Thì cái đầu chụp này nó sẽ rất là thích hợp khi các bác nào mà làm liên quan đến điện ấy, các bác sẽ dùng cái đầu chụp này để chuyên vặn những con ốc liên quan đến ổ điện, được chưa? Và với một bộ như này chẳng hạn thì nếu mà các bác search ở ngoài thị trường như là Shopee rồi là các cái nền tảng thương mại điện tử khác hay là Tiki chẳng hạn, thì người ta sẽ limit đâu đó giá tầm 400 ngàn. Và giá hiện tại thì em sẽ có cho mọi người đối với 5 bộ đầu tiên nhé. 5 bộ đầu tiên thì các bác sẽ được trải nghiệm tại trên kênh YouTube của Hasetun với mức giá nó hấp dẫn và tuyệt vời nhất là 270 ngàn đồng một bộ các nhá. Để các bác có thể là săn sale của các bạn mua hàng. Còn tất nhiên thì em vẫn có bán những cái sản phẩm như này. Đối với anh em, mục đích của anh em, công việc của anh em hay là nhu cầu sở thích của anh em như thế nào thì em đều bán hết. Thì các bác có thể mua một bộ mà kết hợp 5-6 trong một như thế này em đang giới thiệu ở trên này. Đây, hoặc là từng cây đẻ như này để các bác có thể săn sale. Với một bộ như này thì đâu đó rơi vào tầm là 270 ngàn, còn nếu mà hết khuyến mại thì sẽ rơi vào tầm 320 ngàn các nhá. Còn những cái cây này thì các bác có thể mua lẻ, nếu mà anh em nào cần thì có thể liên hệ một trong hai số hotline, và tất nhiên là ở bên góc trái màn hình địa chỉ bên em có một địa chỉ duy nhất là 123 Dương Vương Phú Thượng Tây Hồ, để các bác có thể qua trực tiếp cầm nắm sờ thử trải nghiệm. Còn nếu các bác nào mà thấy video hay hoặc là video thú vị thì các bác có thể là cho một like, một chia sẻ, một subscribe. Còn nếu mà anh em nào mà có muốn đàm đạo hay là muốn chia sẻ đồ nghề thì anh em có thể là tham khảo vào phần group ở phần dưới phần mô tả, hoặc là em sẽ để link ở trên đường link như này để anh em có thể là trải nghiệm trong group để anh em có thể là mua bán trao đổi giao lưu đồ nghề khác nhau các nhá. Còn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo các nhá.